Chào các bạn nha, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với các bạn là các cái mẫu lò xo mình đang bán. Thì bên mình đang bán thì có một cái hai cái loại nha. Lò xo này là kêu là lò xo đẩy nha anh em. Lò xo bật nha anh em. Dùng để làm lợp mẹt đồ á. Thì nó có đủ các size từ nhỏ tới lớn để làm lợp từ chim sâu, chim húp mặt, cào màu đồ ha. Lên tới là làm lợp bìm bịp, lợp chim săn đồ có đủ luôn nha anh em. Nó từ lò xo từ 1 ly tới lên tới 2 ly rưỡi đều có đủ size cho anh em. Thứ hai là lò xo kéo. Lò xo kéo này thì dùng để làm lồng anh em, như lồng bẫy chuột nè, chồn, mèo, sóc đồ á. Đó. Đây là mình đang cầm trên tay là xo làm cho lồng sóc với lồng chuột cống nhum nè. Còn loại nhỏ hơn nè, nhỏ hơn là làm cho bẫy chuột đồng nha anh em. Chuột đồng, chuột đàn đồ đó. Thì nó nhỏ ha. Rồi. Ngoài ra thì cũng có những cây dài cho anh em làm lồng mèo, làm chồn gì đó. Anh em muốn làm dài thì có những cây dài 25 cm này, như cây mình cầm là 25 cm. Rồi có những cây dài 1 m luôn nha anh em. Đó, anh em muốn loại nào thì mình cũng có. Ngoài ra thì mình có thêm cái lò xo đẩy này nha anh em. Lò xo đẩy này cho anh em làm mấy bẫy của hú lớn này, như heo, chồn, nai man gì đó. Này là nó vừa ống 21 nha anh em, vừa ống phi 21. Sợ nó là sợ 1 ly rưỡi nha anh em. Chiều dài cái lò xo này là 1,2 m nè. Đó. Ha. Anh em về anh em làm bẫy gì nó thoải mái anh em. Đó. Cây này lò xo thép thì giá 45 ngàn cây nha anh em. Rồi, anh em mà cần loại lò xo nào thì cứ liên hệ mình nha. Số điện thoại mình là 0936059090. Sau đó mình xài Zalo đó. Anh em kiếm Zalo số đó thì nhắn tin trực tiếp cho mình nha. Anh em không cần gửi kết bạn cũng được, cứ nhắn tin trực tiếp đi. Tại vì gửi kết bạn nó sẽ chuyển lên rất là lâu. Anh em cứ nhắn tin là mình trả lời cho anh em nhanh nhất. Chào tất cả anh em nha.